xoay đầu nghe được. Bật cái loa ngoài mới được. Ông đi một mình. Thế còn những thằng nó đi hai thằng thì sao? Cái chiếc Mộc Châu mà đi thế này chết. Mộc Châu. Mày là chụp cái ba lô chụp ghét máy rồi. À, chụp kiểu đúng kiểu phượt thủ. Chỉ thế nào nhỉ? Béo thấy. Quay theo nhưng mà vừa phát hiện ra là không mang pin. Đây có thể là thước phim cuối cùng các bạn được nhìn thấy bằng cái máy quay này. Lại video này mình sẽ quay bằng GoPro và điện thoại. Nào, lần cuối là đẹp trai. Zoom cái mặt lên. Zoom cái mặt lên. Bây giờ là 1:30, bọn mình vừa check in xong nhưng phát hiện ra là phòng theo như nói là có bể bơi riêng của từng căn, nhưng mà nhìn quanh trong phạm vi là 4 km chưa thấy cái bể bơi nào, tức là bể bơi chung mà không có, nói gì là bể bơi riêng của từng căn đúng không? Như này lát nữa là sẽ phải hỏi lại, nếu không là phải giảm giá, nếu không mình sẽ bóc phốt cái chỗ này lên YouTuber 1 triệu view. Vào không bị chửi vãi đồ. Chưa được video nào 1 triệu view cả. 1 triệu view. Điều vui nhất là từ hồi ngày xưa dậy chia like hay làm tóc ấy nhỉ, được 300-400 ngàn hết cứ. Đó, cái người nhất bây giờ chia sai 800 thế nào? Chia sai à? Chia sai 800 nghìn, 800-900 nghìn. À. Là cái bữa cơm thanh cảnh đạm bạc của chúng tôi. Đấy, các bạn chỉ cần nhìn thôi các bạn sẽ biết là ai là người ăn tham nhất ở đây. Zoom thẳng mặt luôn. Bác ăn lại để xương hết trong đĩa đầy thế này, anh em còn gì để mà ăn. Thầy xem, than nhiều đến cái mức mà xương chắc thành đúng như trước kia. Thử hỏi ai còn được miếng nào nữa mà chả tham mới chả làm. Rồi, một ngay người bên cạnh, cả mình bi bên cơm. Đấy, ngay người bên cạnh. Để bạn nội về ăn cơm, bốc cái tay. Mai giờ đấy, ăn hết gà của nghệ sĩ Hoài Linh. Rồi. Tìm chỗ đi ngủ rồi. Còn đây thì... Hàng xếp vừa, còn xếp vừa được ngủ hết rồi. Thôi, tao hôm nay ngủ ngoài này. Lưng rồi, gà lưng rồi. Đó, bể rồi. Hai khúc nghiêng là đi ngủ. Mình làm 2 kết rồi. Nghĩa là chơi được đã rồi. Không còn ai uống, phải tự uống. Người ta gọi anh là Chiến Trêu. Mưa rồi. À, ngoài trời đang mưa rồi mà chúng nó cứ đòi đi bơi. Vào chúng ta ấy coi như là liệm đấy. Tầm này vừa kiểu dăm ba su dấm là không rồi. Trời mưa lại đi bơi. Hình như là tôi chiều kem quá rồi nên kem hư đúng không? À, mình vừa mới tắm xong rồi, mình không thể tìm được cái công tắc nào là công tắc bật cái bình nước nóng ở trên phòng vệ sinh của mình cả. Ở dưới nhà thì có nước nóng nhưng mà phòng vệ sinh ở trên này thì không có một cái công tắc nào để bật cái bình nước nóng lên cả. Nên mình tắm nước lạnh. Và đây cho các bạn xem cái khăn tắm ở cái villa này. Đây là cái khăn tắm ở villa này, cái chất lượng của nó cực kỳ tệ.
rất là khô ráp và nó không hề thấm nước, cho nên nếu như các bạn lấy cái này mà lau tóc, bạn vò thì chắc chắn là tóc sẽ rụng luôn, rụng là tả luôn. Cái này mình khuyên là các bạn chỉ chấm lên đầu cho nó đỡ ẩm ướt thôi và lau người. Cái này mà vò đầu thì chắc chắn là rụng tóc rất là nhiều. Đây, Carmila thì chung một cái máy sấy này, một cái máy sấy nhỏ thôi thì ok, máy sấy du lịch thì cũng được, nhưng mà không có một cái lược nào để mà chải tóc cả. Mình không mang dầu gội hay là sữa tắm đi, dùng dầu gội với sữa tắm ở villa này thì đương nhiên các bạn biết là chất lượng rất là tệ rồi. Cái dầu gội ở villa này làm cho tóc mình rất là rít và nó không hề có dầu xả đâu. Đương nhiên là khách sạn hay là villa nào cũng vậy thôi. Nhưng mà rất may là mình có mang theo Argonoid, mình chỉ cần dùng 3 giọt này bôi lên tóc, có thể xoáy hoặc để khô tự nhiên là tóc mình nó sẽ mềm mượt ngay, mình không cần phải dùng cái dầu xả nữa. Nếu mà có một cái lược thì tốt hơn, mình có thể trải và dễ dàng mình sấy được hơn. Nếu mà không có lược thì khá là khó, phải chỉnh, mình phải chia bằng tay, chia tóc bằng tay rất là nhiều khi nó sẽ bị lỗi. Đấy, cả về tóc cũng khá là nó mềm hơn rất là nhiều rồi, nó giảm được ma sát ở trên tóc. Ăn thử medium rare. Medium rare. Ăn xong lại thấy ôm cái bồn cấu. Mua cho mấy anh em. Nghệ sĩ mà. Quấn kiểu ống loa, quấn nhỏ nhỏ thôi. Cầu nguyện à? Cháy quá, cháy quá. Quay lướt qua. Quay lướt qua, flycam. Trời ơi. Đứng lên ghế, đứng lên ghế. Cho xa. Flycam. Mày là ngáo bằng bạn liền luôn. Úi giời. Chị vừa tập trở đi con gái trước khi ăn bệnh cho. Giờ chắc là đi dậy đủ chó đi ăn sáng. Dậy ăn sáng à? Đi con. Dậy các bạn ơi. Uầy, hãy lúc em dậy rồi nhanh ấy. Bật dậy. Ngủ nuy à? Kinh. Lùa được bọn này đi ăn sáng nó lâu lắm. Đói. Tập dâm đỉnh mạnh. Em mày. Trời không trói nhưng mà đi xem chưa có cà phê không? Mày nhìn phải sơ mi của nó chưa kìa? Này, chưa đi ăn này nó mới mềm. Bây giờ bọn tôi vừa mới đi ăn sáng về. Không biết là người bạn của chúng ta giờ đã dậy chưa nhỉ? Ok, let's go. Rồi mát thế. Thằng con vẫn ngủ nuy. Vẫn ngủ nuy. Dái giết. Dựng hết lên. Dậy con ơi. Sáu ràng là gì mà. Dậy con ơi. 5 nhét. 6 nhét. 8 nhét. Heo. U nà na. Số phải to. 7 nhét. 7 nhét mà. Mà đang nghĩ có định vậy. Thôi. Ta heo không. Mày yêu của bác nhé. Mày cầm bó mà chó con này ốc chết rồi. Đá vào mồm. Chết rồi. 60 70 ăn đi. Ê cây. Mày
Hai con năm, ba người. Ừ thì vẫn nhóm chạy được, nhóm về được. Bánh vào đấy. Nice. Nice. Trong là muốn chụp một cái ảnh kỷ niệm nhưng mà mình không mang chân máy, thành ra bây giờ cũng rất là khó để mà kiếm được cái ai mà chụp hộ đúng không? Đấy, bây giờ sẽ lấy cái yên sau để làm cái giá đỡ nha. Nó phải ghim cái xe. Bây giờ mà phải dựng chân chống giữa. Phải dựng. Tôi không biết dựng nào. Tôi chịu đi. À, nào biết dựng sân trông giữa không? Nào hướng dẫn sân trông giữa xe máy. Hay quá. À, ok. Các bạn làm như video là xong. Ai bảo Phúc đứng im mà. Mày bấm quay luôn cho nó. Sao ấy? Cậu thanh niên này là một bệnh nhân mới của khoa cai nghiện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. 22 tuổi, từ một sinh viên học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời dụ dỗ của đám bạn. Cậu thường xuyên có những cuộc ăn chơi tại quán bar.